việc thông xe hầm chui Nguyễn Văn Linh nhánh HC2 sẽ phân luồng các phương tiện từ khu chế xuất Tân Thuận đi qua hầm chui để ra quốc lộ 1A, giúp giảm bớt mật độ phương tiện đi trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Sáng ngày 4 tháng 10, hầm chui Nguyễn Văn Linh nhánh HC2 thuộc dự án nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ nối quận 7 với huyện Nhà Bè chính thức thông xe sau 4 năm thi công, triển khai từ tháng 4 năm 2020. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giao thông làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng giai đoạn 1, gồm hai nhánh hầm HC1, HC2 ở mỗi chiều đường Nguyễn Văn Linh. Mỗi hầm dài 456 m, mặt cắt ngang 3 làn xe, thiết kế vận tốc 60 km/h. Riêng hầm chui HC2 là nút giao đầu mối giao thông giúp kết nối các luồng vận tải, khu đô thị lớn từ trung tâm về phía nam và ngược lại. Sau thời gian 4 năm gặp phải các khó khăn vướng mắc trong thi công, nay công trình đã hoàn thành và đưa vào thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện hơn cho người dân, giải tỏa áp lực giao thông qua khu vực. Khi dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh thông xe nhánh HC2, các phương tiện từ khu chế xuất Tân Thuận đi qua hầm chui để ra quốc lộ 1. Cùng với đó, các phương tiện trên đường Nguyễn Hữu Thọ về quận 7, huyện Nhà Bè sẽ quay đầu theo thiết kế vị trí mới. Hướng di chuyển từ huyện Nhà Bè về quận 7, các phương tiện vẫn theo lộ trình cũ, quay đầu tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Chánh hoặc Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị.